Xin kính chào quý vị đã trở lại với kênh An Tâm Sống Khỏe. Thưa quý vị, cả nước đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ cao đến đỉnh điểm. Điều này cũng đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng điều hòa của người dân đang trở nên tăng mạnh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc quá lạm dụng điều hòa hay sử dụng điều hòa không đúng cách sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, thậm chí là đột tử. Trong khi tiền điện thì vẫn tăng vọt mà sức khỏe thì lại giảm sút. Và sau đây sẽ là những sai lầm khi sử dụng điều hòa có thể khiến bạn mất mạng, cần đặc biệt lưu ý để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Sai lầm thứ nhất, thường xuyên đóng chặt cửa khi sử dụng máy điều hòa. Đây là một trong những sai lầm nghiêm trọng khi dùng điều hòa. Không khí trong phòng kín sẽ có thể trở nên độc hại gấp 2 đến 5 lần không khí ngoài trời vì nếu bạn thường xuyên đóng chặt cửa. Vì vậy, bạn nên ưu tiên lựa chọn những sản phẩm máy lạnh có chức năng lọc khí. Tuy nhiên, bạn vẫn nên hạn chế đóng mở cửa phòng để hơi lạnh không thất thoát. Nhưng đừng quên, để không khí trong phòng trở nên quá bí sẽ gây hại cho sức khỏe. Khoảng từ 15 đến 30 phút, bạn nên mở cửa phòng để căn phòng được thở. Thay không khí mới cho căn phòng, khi mua máy điều hòa, bạn nên chọn những dòng máy điều hòa thế hệ mới, trang bị thêm các chức năng lọc khí và diệt khuẩn cho không khí. Thứ hai, đặt chậu nước trong phòng điều hòa. Nhiều gia đình có thói quen đặt chậu nước trong phòng điều hòa để tạo độ ẩm. Tuy nhiên, cách làm này được các bác sĩ cho biết rất dễ gây nguy hiểm cho sức khỏe vì hơi nước sẽ thu hút bụi bẩn, vi trùng gây bệnh. Nhiều nhà còn mua thêm máy phun sương để tạo độ ẩm, nhưng việc này là không cần thiết, đặc biệt là với gia đình có em nhỏ. Trẻ em hít phải nhiều hơi nước ở trong môi trường độ ẩm nhiều sẽ không tốt cho hệ hô hấp, gây viêm phổi, ho, vân vân. Thứ ba, bé sơ sinh không nên nằm phòng điều hòa. Có những bé sơ sinh vào những tháng mùa hè rất nóng, sinh ra khó chịu cho cả mẹ và bé. Nhiều bà mẹ đã cho con mình nằm ngay điều hòa khi mới sinh, nhưng đây thực sự là điều rất nguy hiểm. Bé sơ sinh vừa mới chui ra khỏi bụng mẹ, mọi thứ còn rất mới và cơ thể bé còn rất yếu ớt, chưa thể chống chọi lại được với các tác động của môi trường. Chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của em bé. Nếu như cho bé ngủ ở phòng điều hòa thì mẹ phải cài đặt nhiệt độ từ 30 độ trở lên. Nếu như để nhiệt độ thấp hơn, bé sẽ bị cảm lạnh và dẫn đến tử vong. Đặc biệt, khi bé ngủ vào ban đêm lại càng vô cùng nguy hiểm. Khi nhiệt độ ngoài trời đã hạ xuống mà mẹ chưa tăng nhiệt độ điều hòa lên, bé có thể sẽ bị cảm bởi cơ thể của bé chưa thể chống lại mọi tác động. Điều này thực sự vô cùng nguy hiểm. Thứ tư, lắp đặt máy điều hòa ở góc tường nóng. Rất nhiều nhà lắp điều hòa ở bức tường nóng nhất trong phòng. Mọi người cho rằng như vậy, căn phòng sẽ nhanh chóng giảm nhiệt. Tuy nhiên, quan niệm như vậy là hoàn toàn sai lầm. Khi máy điều hòa phải chạy quá tải, khi làm mát bức tường, quá tải nhiệt trước rồi mới đến không khí trong phòng. Do vậy, chính xác bạn nên lắp điều hòa ở những góc râm để nhiệt độ trong phòng giảm nhanh rồi mới từ từ mát những bức tường xung quanh. Có như vậy, nhiệt độ trong phòng mới mát nhanh, mát lâu. Thứ năm, bật tắt điều hòa liên tục để tiết kiệm điện. Nhiều người có thói quen ra khỏi phòng dù chỉ một chốc lát là lập tức tắt máy điều hòa để tiết kiệm điện, hoặc có trường hợp khi bật máy thường để nhiệt độ lạnh sâu, chờ cho phòng thật mát thì tắt điều hòa và bật quạt. Đến khi cảm thấy thật nóng thì mới lại bật máy một lúc. Thực tế đây là một sai lầm, làm tốn điện thêm và còn nhanh chóng hỏng máy. Khi bật máy trở lại, máy điều hòa phải tiêu tốn rất nhiều điện năng nhằm khởi động máy nén, động cơ quạt và để làm lạnh không khí đến mức nhiệt độ yêu cầu. Vì khi đó, nhiệt độ trong phòng đã nóng lên vài độ đến mức cơ thể cảm nhận được. Hơn nữa, việc liên tục thay đổi nhiệt độ phòng sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nhất là đối với những người già và trẻ em. Khả năng tự ổn định thân nhiệt ở mỗi người một khác, nhưng dù với những người khỏe mạnh đến đâu, việc ở lâu trong một môi trường nhiệt độ thay đổi liên tục cũng rất dễ bị sốc, có thể gây các triệu chứng đau đầu, cơ thể mệt mỏi, khó chịu, giống như bệnh cúm, thậm chí là các bệnh về đường hô hấp. Sai lầm thứ 6, chạy điều hòa 24/7. Nếu bật điều hòa cả ngày sẽ rất tốn kém điện năng theo cách không cần thiết. Hầu hết các máy điều hòa, không khí chỉ cần một vài phút để làm mát ngôi nhà của bạn. Nên bật điều hòa một lúc vào buổi sáng để điều hòa làm mát phòng, sau đó hãy tắt đi và có thể lặp lại như vậy vào buổi chiều. Tương tự như vậy, nếu không quá nóng, bạn có thể tắt điều hòa khi ngủ cả đêm. Cơ thể của bạn có thể chịu đựng được nhiệt độ cao hơn khi ngủ so với lúc thức. Sai lầm thứ 7, để nhiệt độ điều hòa quá thấp. Bật máy điều hòa ở nhiệt độ quá thấp dễ khiến bạn bị cảm do chênh lệch nhiệt độ quá cao giữa bên trong và bên ngoài. Đặc biệt, người già và trẻ nhỏ, sức đề kháng rất dễ yếu, rất dễ đau đầu, viêm họng, ngạt mũi, vân vân. Do vậy thông thường, nhiệt độ điều hòa khoảng 25 độ C là tốt nhất. Bạn cũng nên chú ý tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, không nên bước vào phòng điều hòa ngay khi vừa ra ngoài từ nắng về hay vừa vận động mạnh ra nhiều mồ hôi. Khi bước ra khỏi phòng, bạn nên đứng mở cửa to một vài phút để kịp thích nghi với không khí nóng bên ngoài. Tuy vậy, bạn cũng cố gắng tránh ra ngoài liên tục để hạn chế cơ thể bị xáo trộn do phải ra ngoài thường xuyên để điều chỉnh thích ứng với nhiệt độ. Sai lầm thứ 8, bật chức năng Dry Mode. Gần đây, người ta rộ lên mẹo bật chức năng Dry Mode trên điều hòa rồi kết hợp với bật quạt gió nhẹ để vừa tiết kiệm lại giúp thoáng mát, dễ thở hơn. Nhưng trên thực tế, Dry Mode chỉ phát huy hiệu quả vào những ngày nhiều mưa hoặc ẩm thấp kéo dài. Lúc này, điều hòa chạy chế độ Dry sẽ hoạt động như một máy hút ẩm, giúp giảm độ ẩm trong không khí, khiến ta thấy dễ chịu hơn. Thứ 9. Không bật thêm quạt gió. Quạt điện và máy điều hòa đều là hai thiết bị làm mát hữu hiệu. Song sai lầm nằm ở chỗ, chúng ta thường không bao giờ cho chúng hoạt động cùng một lúc, mà chỉ sử dụng hoặc là quạt, hoặc là điều hòa nhằm tiết kiệm điện. Trên thực tế, quạt và điều hòa có thể hoạt động bổ trợ lẫn nhau. Một thì làm mát, còn một thì đưa không khí mát tới điều căn phòng. Vì vậy, phương pháp kết hợp này không chỉ tiết kiệm cho hóa đơn tiền điện mà còn giúp giảm bớt công suất, tần suất làm việc của điều hòa, giúp nó ít phải vận hành nặng nhọc trong những ngày nóng bức. Sai lầm thứ 10, tăng giảm nhiệt độ liên tục. Nhiều người có thói quen tăng giảm nhiệt độ liên tục vì nghĩ rằng như vậy là tiết kiệm điện. Trên thực tế, việc điều chỉnh quá nhiều khiến cho làm đảo lộn quá trình vận hành thông thường của máy. Đa số, các điều hòa đời mới hiện nay đều có bộ phận cảm biến nhằm duy trì mức nhiệt ổn định, không quá nóng hoặc không quá lạnh. Do đó, thao tác tự điều chỉnh bằng tay là không thực sự cần thiết, gây tốn điện và giảm độ bền của điều hòa. Một vài quy tắc cần nhớ khi sử dụng điều hòa vào mùa hè nóng. Thứ nhất, nhiệt độ thích hợp. Vào mùa hè, khi thời tiết nóng nực, khi mà nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 40 độ C, có đến 90% người sử dụng có thói quen hạ nhiệt độ xuống thấp nhất để làm mát cơ thể. Tuy nhiên, nhiệt độ lý tưởng của điều hòa là từ 26 đến 27 độ C đối với người lớn, còn với trẻ em, nhiệt độ là từ 27 đến 29 độ C. Trường hợp nếu điều chỉnh điều hòa quá thấp thì chênh lệch giữa nhiệt độ trong phòng và thời tiết bên ngoài sẽ tăng cao, rất dễ gây xảy ra tình trạng sốc nhiệt khi rời khỏi phòng, khiến bạn cảm thấy choáng váng, đau đầu, cảm lạnh, đột quỵ, đặc biệt đối với những người sức khỏe yếu. Thứ hai, không nên để điều hòa thốc vào mặt. Thực tế có rất nhiều người thường lắp điều hòa đối diện với giường ngủ để gió từ điều hòa thốc thẳng vào mặt cho mát. Đây là một việc không tốt, sẽ dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm liên quan đến hô hấp như sổ mũi, nghẹt mũi, ho, vân vân. Khi trời nóng, mồ hôi tiết ra sẽ làm bí các lỗ chân lông, mà còn gặp phải hơi lạnh sẽ khiến quá trình tuần hoàn máu ảnh hưởng, khiến các dây thần kinh trên bề mặt bị tê liệt. Thứ ba, hãy uống thật nhiều nước. Hơi mát từ điều hòa tỏa ra khiến bạn có cảm giác rất sảng khoái, nhưng cũng có thể khiến cho cơ thể của bạn bị mất nước. Đối với những người mà hay phải làm việc trong phòng điều hòa để tránh nóng hàng tiếng đồng hồ, sẽ khiến lượng nước trong cơ thể giảm, mắt khô và chảy nước, đầu óc mệt mỏi, làn da thô ráp và xám xịt. Bởi vậy, khi ngồi trong phòng điều hòa lâu, hãy cố gắng uống nước đều đặn. Ngoài ra, để giữ cho làn da luôn mịn màng thì bạn có thể sử dụng một chai xịt khoáng để cấp nước cho da thường xuyên. Thứ tư, không mở điều hòa 24/24. Khi bật điều hòa, chúng ta buộc phải đóng kín cửa phòng. Nếu tình trạng này kéo dài 24/24, sẽ khiến không khí trong phòng không thể lưu chuyển. Chính vì vậy, tình trạng này dễ khiến cho vi khuẩn và bụi bẩn tích tụ, làm tăng nguy cơ các bệnh về đường hô hấp, khiến trí não mệt mỏi, uể oải. Ngoài ra, nếu nằm trong phòng điều hòa quá lâu, cũng làm tăng nguy cơ bị cảm lạnh và khiến cho sức đề kháng suy giảm đi. Lời khuyên cho bạn là khi sử dụng điều hòa liên tục, cũng nên thỉnh thoảng tắt điều hòa khoảng 30 phút, hãy mở cửa sổ cho thoáng khí, sau đó để điều hòa mở trở lại. Thưa quý vị, có một nghịch lý mà nhiều mẹ vẫn cảm thấy đau đầu, đó là mùa hè, nếu như không dùng điều hòa cho bé thì quạt không đủ để làm mát, dẫn đến việc bé bị rôm sảy, ra mồ hôi trộm và sốc nhiệt. Tuy nhiên, nếu sử dụng điều hòa thì bé lại có thể mắc các bệnh về đường hô hấp. Vậy liệu chúng ta có nên sử dụng điều hòa cho bé hay không? Sử dụng điều hòa là một cách tốt nhất để giúp bé vượt qua cơn nóng mùa hè, nhưng để hạn chế được những nhược điểm của việc này, các mẹ cần lưu ý một số điều sau đây. Bật điều hòa thường xuyên khi có trẻ nhỏ trong phòng có nguy cơ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của trẻ, khiến trẻ dễ bị mắc một số bệnh nguy hiểm như viêm phổi, viêm phế quản, cảm lạnh, vân vân. Vì vậy, việc sử dụng điều hòa sao cho vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm mà vẫn không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ là điều mà nhiều bậc phụ huynh hết sức quan tâm. Dưới đây là 4 nguyên tắc giúp giảm thiểu những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của trẻ khi ở trong môi trường điều hòa. Thứ nhất, nên chú ý tới vị trí lắp đặt điều hòa. Khi nhà có trẻ nhỏ, cần đặc biệt chú ý tới vị trí lắp đặt điều hòa. Bạn phải chọn vị trí đặt điều hòa sao cho nguồn không khí lạnh từ điều hòa không thổi trực tiếp vào giường ngủ của trẻ. Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý lắp điều hòa ở những nơi thoáng gió, không bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào để điều hòa được vận hành ổn định và bền bỉ hơn. Thứ hai, lưu ý đến mức chênh lệch nhiệt độ trong phòng và ngoài trời. Khi đặt nhiệt độ điều hòa, bạn cần lưu ý chỉnh nhiệt độ, không nên quá chênh lệch so với môi trường bên ngoài, vì nhiệt độ quá chênh lệch dễ khiến trẻ bị sốc nhiệt khi di chuyển giữa hai môi trường này. Nhiệt độ hợp lý với phòng có trẻ sơ sinh là từ 29 đến 30 độ C, với phòng có trẻ dưới 3 tuổi là từ 26 đến 28 độ. Thứ ba, không nên giữ trẻ quá lâu trong phòng điều hòa. Không nên giữ trẻ quá lâu trong phòng điều hòa vì việc này có thể khiến trẻ bị khô da, mất nước và mắc một số bệnh về đường hô hấp. Nếu điều kiện cho phép, bạn nên cho trẻ ra ngoài hít thở khí trời sau mỗi 3 tiếng đồng hồ. Sau đó, trước khi cho trẻ trở lại phòng có điều hòa, nên cho trẻ đứng ở cửa phòng khoảng 3 phút để thích nghi với nhiệt độ của môi trường xung quanh. Thứ tư, cần thường xuyên vệ sinh điều hòa. Vệ sinh điều hòa gần như là vấn đề được đề cập nhiều nhưng lại ít được các bậc phụ huynh quan tâm nhất. Việc lười vệ sinh điều hòa sẽ khiến cho các loại vi khuẩn, nấm mốc có điều kiện sinh sôi, phát triển. Vì vậy, bạn hãy nên nhớ thường xuyên vệ sinh điều hòa, thay rửa tấm lọc gió, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và bụi bẩn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên thường xuyên mở cửa phòng, có điều hòa để trao đổi khí với bên ngoài nhằm hạn chế vi khuẩn sinh sôi. Khi bước vào mùa hè, thời tiết nắng nóng kéo dài nên các gia đình thường phải cho trẻ nằm phòng điều hòa. Tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa cho trẻ nhỏ cần phải tuân thủ đúng các nguyên tắc cần thiết để tránh những tác hại tới sức khỏe của trẻ. Việc lạm dụng điều hòa, sử dụng điều hòa không phù hợp sẽ dẫn đến các bé mắc bệnh về hô hấp như viêm phế quản, viêm mũi, viêm phổi, đau họng, vân vân. Nếu trẻ có cơ địa thường xuyên bị hen suyễn, bên cạnh đó, trẻ nằm lâu trong phòng có điều hòa cũng dễ bị khô da, mất nước cơ thể, tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn tấn công, gây ra các bệnh về đường hô hấp. Dùng điều hòa không đúng cách sẽ làm khô tuyến hô hấp, dẫn đến khó thở, sốt và tiêu chảy ở trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, nếu phụ huynh để trẻ dành quá nhiều thời gian ở trong phòng thay vì ra ngoài thì trẻ sẽ không tổng hợp được vitamin D từ ánh nắng mặt trời, dẫn đến tình trạng hay quấy khóc, mồ hôi trộm, ngủ kém về ban đêm, sức đề kháng suy giảm. Đồng thời, do không được vui chơi chạy nhảy, trẻ tiêu hao ít năng lượng nên thường không ăn ngon miệng, bị biếng ăn. Quý vị thân mến, sử dụng điều hòa đúng cách sẽ giúp chúng ta có một sức khỏe tốt trong điều kiện thời tiết nóng bức. Và hãy chú ý tạo độ ẩm khi nằm điều hòa bằng cách thường xuyên uống nước hoặc sử dụng các loại máy phun sương tạo độ ẩm. Ngoài ra, quý vị cũng nên thường xuyên lau sàn bằng giấy ướt. Chúng ta cũng chỉ nên sử dụng điều hòa khoảng 3 tiếng đồng hồ, sau đó tắt đi và thay vào đó dùng quạt điện, vừa tiết kiệm lại vừa tốt cho sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.